nhất dáng nhì da thứ ba khuôn mặt. Dáng đẹp vẫn là tiêu chuẩn mà ai cũng mong muốn, nhưng dáng đẹp mà da chưa được đẹp thì khiến bạn mất điểm đi rất nhiều. Vì thế mà dù bạn có dáng đẹp hay chưa đẹp, thì cũng phải chăm sóc da body cho thật trắng đẹp mịn màng, để bạn mặc gì cũng đẹp. Để đẹp rồi thì đi đâu ai cũng tôn trọng và yêu thương bạn nhiều hơn. Trong video này, shop mình sẽ giải thích cho bạn biết kem body Livy có tốt không, để bạn có thể lựa chọn nên mua hàng hay không nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Livy là dòng kem dưỡng da body hiện đang được rất nhiều chị em phụ nữ mua nhiều lắm. Về hiệu quả, kem body Livy giúp dưỡng trắng da toàn thân, tái tạo tế bào mới trắng hồng và loại bỏ các hắc tố gây sạm da, không đều màu. Kem này có thành phần chiết xuất thiên nhiên nên không gây mòn da, mỏng da và không bắt nắng. Bên cạnh đó nó còn hỗ trợ tăng cường khả năng chống lão hóa toàn thân, thích hợp với mọi loại da. Và đặc biệt là giúp phục hồi làn da thô ráp, da bị tổn thương. Không những thế nó còn tăng sức đề kháng cho làn da khỏe khoắn nữa. Bên shop mình chuyên bán kem body nhiều năm nay, khách hàng sử dụng sản phẩm này rất hài lòng và khách mua lại nhiều lần lắm, rồi lại còn mua giúp hoặc giới thiệu cho nhiều người khác nữa, nên có thể khẳng định là kem body Livy rất tốt. Bạn có thể tìm thấy thông tin kem body Livy trên khắp các diễn đàn. Người mua nhiều và ai cũng khen sản phẩm này nhiều lắm. Đó là những đánh giá chân thật từ những người đã dùng, nên bạn hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kem dưỡng body Livy này. Bạn chỉ cần mua đúng hàng chính hãng là được, vì kem này giờ hàng giả nhiều lắm. Kem body Livy hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem body Livy hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới, để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.